Xin chào mọi người, một lần nữa lại đến với channel của New Vlog. Hôm nay mình cùng các bạn cùng nhau ra biển một lần nữa để review xem những ngư dân ăn những bữa ăn như thế nào. Mình và các bạn cùng nhau tìm hiểu về bữa ăn chính thức của các ngư dân ngoài biển sẽ như thế nào nha. Thôi không để mất thời gian của các bạn nữa, mình cùng các bạn cùng nhau đi ra review mấy anh ngư dân thôi nha. Đây, chào anh em. Hôm nay mình sẽ review các anh em ngư dân ở trên thuyền. Hôm nay thời tiết khá là có gió nên chúng mình hiện tại cũng chưa có thể làm được lưới để có cá ăn. 6-7 anh em chỉ nhờ vào 2-3 con cá thôi. Chắc hôm nay mình review một bữa cơm rất là đạm bạc, kho nước mắm dầu với lại mấy con cá này nha anh em. Nhưng đây, ông anh đây đang cố gắng xúc một con cá chuồng để nấu. Mà nãy giờ thấy cái con nào tiếp cận được ghi, đây là dân bếp nha anh em. Đây một anh thường thường đang cái vẽ một cái chén mắm để chuẩn bị chúng mình làm cái món kho dầu. Chắc đêm nay có lẽ là một bữa cơm rất là đạm bạc một đêm biển đêm nay các bạn ơi. Chuyện vẽ mà lúc thì có nhiều ăn không hết cái ngon cái xịn không, mà lúc thì anh em cứ dược kho nước mắm ăn như thế này thường thì cũng hoài các bạn ơi. Đây anh đây là anh đầu bếp nha các bạn, đây là anh đầu bếp nuôi cả gia đình thường quyền trên tàu các bạn, ngon hay dở ở phụ thuộc của anh này. Nhiều khi mình quay clip mà những bữa cơm đạm bạc gì anh đầu bếp anh không cho quay các bạn ơi, vẫn dễ mà sau khi nò không quay anh là khi ăn nước mắm dầu quay là anh tình quá trời luôn các bạn. Đây các bạn, xoong nước mắm dầu cùng bốn con cá chuồng chuẩn bị anh em xơi. Đây thế là cái món ăn hôm nay chỉ đơn giản. Đây mình review 6-7 anh em luôn các bạn ơi. 6-7 anh em là chỉ có xoong nước mắm dầu và một xoong cơm thôi. Chứ hôm nay thời tiết gió quá anh em cũng chẳng làm được cá. Hôm nay mình chỉ có một cái clip mà đạm bạc trên tàu ghe của ngư dân như thế này cũng thường xuyên lắm các bạn, nhiều khi biển thời tiết gió sang cũng thường xuyên ăn như thế này lắm anh em. Biển vẽ rất là cực khổ chứ không phải là nhiều cái youtuber người ta quay mực tươi cá tươi rất là nhiều, nhưng mình thì cũng gặp cảnh này rất là nhiều, nhưng anh em không hiểu sao mà cũng chưa lên clip để cho mọi người xem cuộc sống khó khăn của những người dân biển, những lúc mà gió trời sóng chẳng có thể làm lưới được cũng không có cá. Anh em dựa vào những cái bữa cơm đạm bạc này để sống trên biển thôi các bạn. Nhiều khi mình hỏi các thuyền viên những bữa ăn thế này có cảm thấy ngon miệng hay là có chán nản về cuộc sống lúc có lúc không của biển không, nhiều anh thuyền viên trên ghe cũng trả lời cũng rất là ngon, lâu lâu đậu món đậu khẩu vị, nhưng anh em cũng rất là vui vẻ rất là đồng lòng tại vì sống chung trên một con tàu nói chung là như một cái gia đình mà. Nhiều khi nước mắm nó cũng vẫn ngon thôi các bạn. Biển dễ mà khi có là làm cá nhiều rồi ăn rất là nhiều cá tươi cá ngon. Nhiều khi biển không có là anh em cũng chấp nhận số phận ăn nước mắm chang, chứ giờ cách bờ cũng rất là xa, lương thực thì vận chuyển ra khó khăn rồi anh em phải cũng chấp nhận gì chứ. Nhiều khi anh em tâm sự cũng đâu có bàn le gì đến những lúc mà đạm bạc như thế này. Thôi video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo. Mình làm một clip về kỹ thuật ngư dân câu cá không dùng mồi để câu những loại cá tác, cá bọt mát trên biển. Chào các bạn, hẹn gặp lại. Đời anh đi biển năm tháng xa nhà, sống trên từng con nước, nghèo nhưng có thể đáp ứng những điều em ước. Một mai em có muôn tấm văn được sung sướng.